Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 35 CTTVK của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Huyện ủy Điện Biên Đông đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội, đảm bảo chất lượng thời gian theo quy định. Đến nay 100% chi đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức xong đại hội. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đảng bộ huyện Điện Biên Đông có 50 chi đảng bộ trực thuộc, trong đó có 14 đảng bộ xã thị trấn, 36 chi đảng bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Xác định thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện. Ban thường vụ huyện ủy đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo công tác đại hội cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 6. Hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đến 100% cấp ủy và tổ chức đảng trên địa bàn. Đồng thời phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách các xã, huyện ủy viên theo dõi cơ sở, thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các chi đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội. Ban thường vụ huyện ủy đã lựa chọn đảng bộ xã Phình Giàng và chi bộ phòng kinh tế hạ tầng tổ chức đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội tại các chi đảng bộ tiếp theo diễn ra theo đúng kế hoạch. Để đại hội đảng bộ huyện cũng như đại hội đảng bộ các cấp được thành công tốt đẹp, thì ngay sau khi được quán triệt và học tập và tiếp thu tinh thần của chỉ thị 35 cũng như là hướng dẫn số 26 của ban tổ chức trung ương và đặc biệt là các kế hoạch hướng dẫn và chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thì ban thường vụ huyện ủy đã bắt tay ngay vào việc rà soát lại toàn bộ quy hoạch cán bộ các cấp và tiến hành chỉ đạo bổ sung quy hoạch đúng theo các tiêu chuẩn định hướng của trung ương, các quy định của tổ chức đảng. Và trên cơ sở đó, chúng tôi cũng đồng thời là đánh giá kiểm điểm lại cái trách nhiệm của ban chấp hành đảng bộ huyện cũng như chỉ đạo đảng bộ các xã và thị trấn là tiến hành đánh giá kiểm điểm cái trách nhiệm của các đồng chí trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp. Và trên cơ sở đó thì chúng ta cùng nhau thẳng thắn để tiếp thu các những tồn tại hạn chế để có những cái giải pháp phù hợp để tổng kết đánh giá toàn bộ các nội dung của thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ. Và trên cơ sở đó xây dựng mà cái phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới. Thì báo cáo với các đồng chí là trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi đã thành lập các cái tổ như là tổ văn kiện, thế rồi là tổ bảo vệ chính trị nội bộ luôn là theo các quy định để đảm bảo đồng bộ giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc từ cơ sở. Nhìn chung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các chi đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần chỉ thị số 35 CTTVK của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được tăng cường. Việc xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, góp phần hạn chế những vấn đề nổi cộm tại cơ sở. Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Sau khi tổng đã cơ cấu được nhân sự, đúng cơ cấu phù hợp, có trình độ, năng lực, và chuyên môn. Chúng tôi rất là đặt niềm tin vào các ủy viên ban chấp hành khóa mới. Tôi hy vọng rằng mà chấp hành khóa mới sẽ lãnh đạo chỉ đạo con nhân dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, phát triển kinh tế xã hội địa phương càng phát triển đi lên. Với trách nhiệm là người đứng đầu được ủy ban chấp hành đảng bộ bầu
cái chức vụ bí thư đảng ủy xã khóa 21. Thì bản thân sẽ nỗ lực cố gắng hết mình để tổ chức triển khai thực hiện về nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra đến tận các chi bộ cơ sở và đồng thời là đến các tầng lớp nhân dân để phổ biến và triển khai thực hiện cái nghị quyết trong nhiệm kỳ 21, đặc biệt là các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm đến khi các chi bộ nông thôn và các bản dân cư để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi hàng năm. Cái thứ ba là với cái tinh thần trách nhiệm của người được tín nhiệm đảng bộ cùng phối hợp với các chính quyền tổ chức đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là chương trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong đảng và sát với tình hình thực tiễn của từng chi đảng bộ. Ban tổ chức huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra về chính trị nội bộ đối với cán bộ tái cử và trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời đưa ra khỏi nhân sự cấp ủy khóa mới những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định. Phần lớn đại hội các chi đảng bộ đều bầu đủ số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt như bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đều được bầu đủ số lượng, đúng nhân sự theo sự giới thiệu của tổ chức đảng. Tuy nhiên do điều kiện về nhân sự ở một số xã, các vị trí chủ chốt vẫn còn để khuyết. Qua đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Qua đánh giá hàng năm và đặc biệt là chuẩn bị trước thềm đại hội đảng các cấp thì báo cáo đồng chí là trên cơ sở chuẩn bị cái báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành thì ban chấp hành đảng bộ huyện đã nghiêm túc đánh giá kiểm điểm đảng lại. Thế và có thể nói và khẳng định rằng là nhiệm kỳ 5 của đại hội đảng bộ huyện lần thứ 5 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong đó tập trung trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội thì báo cáo các đồng chí là các chỉ tiêu về lương thực đầu người, thế rồi là sản lượng lương thực cũng như thu nhập bình quân đầu người và đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn của huyện đã giảm từ 71% từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì báo cáo đồng chí là còn 50,58% và hết năm 2020 là chúng tôi phấn đấu là tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện sẽ còn là 45%. Thành công của đại hội đảng cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của ban thường vụ huyện ủy và cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của các phòng ban, tinh thần đoàn kết dân chủ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Điện Biên Đông tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đã khiến người dân phải tiêu hủy hàng nghìn con lợn với tổng trọng lượng hơn 31 tấn, đã gây ảnh hưởng lớn tới đàn lợn trên địa bàn huyện. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mặc dù địa bàn huyện đã công bố hết dịch, nhưng nhiều hộ chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn về vốn và giống khi tái đàn. Phóng sự sau của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là hộ chăn nuôi có quy mô chuồng trại thuộc vào loại lớn nhất nhì trong huyện. Vào thời điểm trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi, gia đình anh Nguyễn Trọng Dũng ở bản Suối Lư, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông thường xuyên duy trì đàn lợn nái, lợn giống và lợn thịt với số lượng từ 400 đến 450 con. Khi dịch bệnh bùng phát, gia đình anh Dũng đã phải tiêu hủy toàn bộ số đàn lợn với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, mặc dù giá thịt lợn trên địa bàn tăng cao, nhưng gia đình vẫn chưa dám nuôi lại vì lo sợ chuồng trại chưa được đảm bảo về vệ sinh phòng dịch. Mặt khác, thời điểm này giá lợn giống quá cao, gia đình chưa đủ điều kiện để mua. Con giống giờ nó đắt quá. Cái thứ hai nữa là sau cái dịch tả châu Phi thì cũng cạn kiệt nguồn vốn rồi. Nên là bây giờ gia đình có muốn tái đàn thì cũng không thể tái được. Vì là lý do là trên thị trường giờ giá con giống nó quá cao,
Đấy, mà gia đình thì cái nguồn vốn thì bây giờ là cũng không không còn mà để tái đàn nữa. Nên là gia đình cũng rất là muốn là tái đàn, vì là nhìn thấy trên cái thị trường bây giờ là cái giá mà cái con thương phẩm cũng rất là tốt để cho những bà con chăn nuôi. Nhưng mà thực trạng là bây giờ là bà con hầu hết như bà con mà đã bị dịch ấy là gần như là không không thể tái đàn được, vì không không còn cái nguồn vốn mà để vào con giống nữa. Mà toàn thể bà con là bây giờ là cũng đang là rất là muốn tái đàn để ổn định đời sống nhưng mà rất là khó khăn. Đấy, thì cũng nhờ là các ban ngành chính sách xem là có cái biện pháp nào mà hỗ trợ toàn thể bà con chứ rất là khó khăn. Cũng như gia đình anh Dũng, gia đình anh Lò Anh Phú là một trong những hộ gia đình chăn nuôi lợn thịt có nhiều năm kinh nghiệm tại khu vực thị trấn huyện Điện Biên Đông. Dù trong giai đoạn có dịch tả lợn châu Phi tại địa phương, nhưng nhờ thực hiện đầy đủ các khâu tiêu độc khử trùng và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, gia đình anh Phú vẫn giữ được đàn lợn. Do giá lợn giống vào thời điểm từ đầu năm đến nay tăng cao, nên hiện nay, anh Phú ngoài việc duy trì số lượng lợn thịt ở mức vừa phải, gia đình anh còn mở rộng quy mô đàn gia cầm để góp phần tăng thêm thu nhập. Trước khi mà dịch tả châu Phi xảy ra thì tôi thường nuôi là khoảng 30 đến 40 con lợn thịt. Nhưng mà sau khi dịch xảy ra thì giá con giống rất cao, nên là tôi không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu là mua để nuôi nữa. Thế nên là bây giờ tôi chuyển sang là chăn nuôi thêm gà vịt. Tuy là không có lợi nhuận cao bằng lợn nhưng mà thì tôi có thể nó xoay vòng rất nhanh, nên là tôi có thể thu nhập thêm bằng nuôi gia cầm nữa. Hiện nay việc tái đàn lợn là cần thiết nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, nhất là góp phần cân đối nguồn thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Tại một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, người dân đã bắt đầu tái đàn để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lợn thịt trên thị trường. Tuy nhiên thực tế cho thấy, người chăn nuôi đều gặp khó khăn về nguồn giống và giá lợn giống cao, nên đa số không tái đàn một cách ồ ạt vội vàng, mà chỉ nuôi từ 5 đến 7 con. Là hộ chăn nuôi quy mô, gia đình chị Ngô Thị Lan, bản Suối Lư, xã Keo Lôm cũng bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Chị Lan cho biết, sau hơn 2 tháng để chống chuồng, nhận thấy trên địa bàn không còn xảy ra dịch bệnh, nên cách đây 1 tháng, gia đình đã mạnh dạn chăn nuôi trở lại. Nhưng do lợn giống khan hiếm, giá thành lại cao, nên chị mua 5 con lợn giống từ người dân trong khu vực hết khoảng 10 triệu đồng. So với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh, giá lợn giống cao gấp đôi. Hơn nữa, để đảm bảo nguồn thu nhập và tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, chị đã chủ động chăn nuôi thêm gia cầm, thực hiện nuôi giãn lứa và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn. Bây giờ thì nhà em cũng đã đầu tư ra một số con, đã được 8 con lợn nái với cả một con lợn đực. Thì bây giờ là giá cả thị trường thì nó cũng đang rất chi là cao như thế này, thì đến lúc mà nhà em nó có được lợn nái, lợn con để xuất ra thị trường ấy, thì không biết là giá cả nó được là bao nhiêu như thế nào, mà giá thì lúc thì nó bấp bênh, mà lợn thì cũng chẳng biết là đến bao giờ mới thu được vốn hay nọ kia. Thì gia đình nhà em cũng trước kia thì nó cũng đã mất mát quá nhiều rồi, mà bây giờ đầu tư ra để khôi phục lại đàn mà chẳng biết là đến lúc sau này mình có đầu tư được, nuôi được nữa hay không như thế nào thì em cũng không biết được, nên là phụ thuộc theo giá cả của nhà nước mới nguồn tiêu thụ nó ra như thế nào thôi. Còn thì được đến đâu thì cũng chỉ biết đến đấy thôi, chứ em cũng chẳng biết làm thế nào được bây giờ. Sau cái đợt dịch thì hầu như là cái số lợn nái là bị tiêu hủy, bị mắc bệnh và bị tiêu hủy hết. Thế còn hiện tại bây giờ ấy, thì cái lợn mà giống ở địa phương ấy, thì người ta chỉ nuôi một cái số lượng rất là nhỏ, nhưng mà mua cái lợn ngoại thì giá nó rất là cao. Cái thứ hai mà bất cứ một người nông dân nào người ta vẫn rất lo về cái giá cả đấy. Đến khi mà nuôi mà bán xuất bán được mà giá trên thị trường nó lại giảm đấy, thì cái phần lãi lời nó không có. Đấy là những cái băn khoăn của những người chăn nuôi. Câu chuyện tái đàn, tăng số lượng, sản lượng thịt lợn ở Điện Biên Đông chưa bao giờ gặp khó khăn, vướng mắc như hiện nay. Mặc dù giá lợn thịt trên thị trường đang đứng về phía người chăn nuôi, nhưng những hộ chăn nuôi lớn tại Điện Biên Đông cũng đang rất dè dặt trong việc tái đàn lợn.
Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho giá thịt lợn tăng cao, làm cho cuộc sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.